Trong ngày hôm qua, thì Bulgaria đã bắt giữ 137 người nước ngoài ở thủ đô Sofia trong một quá trình càn quét chống di cư bất hợp pháp. Đây là nỗ lực mới nhất của quốc gia này để giải quyết cuộc khủng hoảng di dân đang thách thức với các nước vùng Ban Căng. Theo Bộ Nội vụ Bulgaria, những người di cư chủ yếu đến từ Syria đã bị bắt giữ sau một hoạt động truy bắt của cơ quan an ninh nhà nước SANS. Bộ này cho biết là những người bị bắt giữ này sẽ được ở trong ký túc xá và khách sạn nhỏ ở trung tâm Sofia và bắt đầu quá trình thẩm vấn. Hiện chính phủ nước này vẫn chưa xác định được những người này có phải là người tị nạn hợp pháp hay không và vào lãnh thổ Bulgaria bằng cách nào. Trước đó vào tháng 9, Bulgaria đã bắt giữ 125 người nước ngoài tại thủ đô Sofia do tị nạn trái phép tại nước này mà không nộp đơn yêu cầu xin tị nạn.